Ukraine tuyên bố tái kiểm soát 5 khu vực ở Kherson. Ukraine đang tiến quân ở khu vực Luhan. Úc cân nhắc huấn luyện binh lính cho Ukraine. Nga tuyên bố chặn đứng các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow. Do gì đường ống dẫn dầu từ Nga sang Đức? Thủ tướng Đài Loan chỉ trích Elon Musk và Suki bị tuyên thêm 6 năm tù về tội tham nhũng. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 12 tháng 10 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Ukraine hôm nay, ngày 12 tháng 10 cho biết, quân đội của họ đã giành lại thêm 5 khu dân cư ở tỉnh Kherson trong nỗ lực phản công ở miền Nam. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng thêm 5 khu dân cư ở quận Berislav, thuộc tỉnh Kherson, gồm Novosvazilitka, Novogrykoripka, Nova kamianka, Tifonivka và Chevol. Khi giúp nói thêm, lực lượng Nga đang tiếp tục pháo kích vào các đơn vị của Ukraine nhằm ngăn chặn đà phản công của nước này quân đội Ukraine tuyên bố mở đợt phản công ở miền Nam từ cuối tháng 8, sau khi tái kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Đông Bắc Kharkiv. Các lực lượng Ukraine gần đây đã đạt nhiều tiến bộ trên các mặt trận phía Đông và Nam của đất nước. Ukraine tuần trước tuyên bố đã giải phóng 400 km vuông ở tỉnh Kherson trong vòng chưa đầy một tuần và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đà tiến công. Kherson là một trong bốn tỉnh Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập trái phép. Khi giúp phản đối gai gắt động thái này và khẳng định Họ sẽ tiếp tục giành lại lãnh thổ. Bản đồ tác chiến do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 4 tháng 10 cho thấy lực lượng Nga đã phải rút khỏi nhiều vùng lãnh thổ tại tỉnh Kherson, trong đó có khu vực dọc ở tây sông Nipper. Thưa quý vị, ông Sergei Gaidai, tỉnh trưởng Luhan ngày 12 tháng 10 cho biết trên Telegram rằng các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục giải phóng các lãnh thổ của vùng Luhan và quân chiếm đóng đang cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ nhiều lớp. Ông Gadai nói: "Các lực lượng vũ trang của Ukraine đang tiến lên từng chút một ở vùng Luhan. Lực lượng Nga đang nhanh chóng cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ nhiều lớp, họ đang xây dựng các công trình phòng thủ ở nhiều nơi. Toàn bộ phần đầu của tiền tuyến đang được tích cực khai triển, đặc biệt điều này không chỉ áp dụng cho cầu đường mà còn cả các công trình hành chính." Trước đó ông Gadai cho biết vào ngày 12 tháng 10 7 khu định cư đã được giải phóng và lực lượng vũ trang đang tiến xa hơn, nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa cho biết chính phủ của ông sẽ cân nhắc việc huấn luyện quân sự cho lực lượng Ukraine. Ngày 12 tháng 10, ông Albanese nói với báo chí Úc rằng ông có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11 tháng 10 về những việc mà Úc có thể hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Amenezi khẳng định, chính phủ Úc chắc chắn đang cân nhắc việc huấn luyện quân sự cho lực lượng Ukraine. Báo chí Úc nêu thông tin khác nhau về cách huấn luyện mà Úc sẽ làm. Một số cơ quan báo chí nói rằng các chuyên gia huấn luyện của Úc sẽ được cử đến Ukraine, nhưng các báo cáo khác nói rằng việc huấn luyện sẽ không diễn ra trên đất Ukraine. Ông Albanese nói, đây không chỉ là cuộc chiến về chủ quyền của Ukraine đây là cuộc chiến vì luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền quốc gia. Chính phủ Úc cho biết đến nay đã chi khoảng 500 triệu đô la Úc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu của Thủ tướng Úc được đưa ra sau khi ông Zelensky kêu gọi G7 hỗ trợ thêm về năng lực phòng không nhân dịp nhóm này có cuộc họp vào ngày 11 tháng 10. Ông Zelensky nói với lãnh đạo của nhóm gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ rằng Ukraine cần một tấm kiên trên không để chặn tên lửa Nga rộn xuống nước này. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, G7 cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý cho Ukraine cho đến khi nào vẫn cần. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB hôm nay ngày 12 tháng 10 tuyên bố đã ngăn chặn các hành động phá hoại và khủng bố mà họ cáo buộc Cơ quan đặc nhiệm Ukraine chuẩn bị thực hiện ở khu vực Moscow bằng cách sử dụng tổ hợp phòng không Vakfai, Igla, Manpass. Thông cáo của Nga cho biết một công dân Ukraine sinh năm 1972 đã bị bắt giữ. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, căn cứ thông tin hoạt động kẻ bị bắt giữ theo hướng dẫn của Cơ quan An ninh Ukraine đã tạo ra một ngăn bí mật trong ô tô và vận chuyển Igla, Manpass từ Kyiv đến Nga bằng cách quá cảnh qua Estonia để chuẩn bị hành động khủng bố đồng thời cũng đã chọn được nơi để lưu trữ hệ thống này. Thông tin nga đưa ra chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Thì thưa quý vị, đường ống Dorusba dẫn dầu từ nga sang đức đã bị đóng một phần sau khi sự cố rò rỉ được phát hiện ở đoạn chạy qua ba lan. Công ty vận chuyển dầu ba lan piern nhà điều hành đoạn đường ống đi qua nước này hôm nay cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố. Chúng tôi đã ngay lập tức dừng bơm dầu trong đường ống bị ảnh hưởng. Đường ống thứ hai đang hoạt động bình thường. Theo PEIN, sự cố do gì được phát hiện trong một đoạn đường ống cách thành phố Blok, miền trung Ba Lan khoảng 70 km vào cuối ngày 11 tháng 10. Các quan chức Ba Lan phụ trách cơ sở hạ tầng năng lượng Matthew Berger nói rằng không có bằng chứng đường ống bị phá hoại. Ông Berger cho biết trong trường hợp này chúng tôi có thể nói thiệt hại do sự cố. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết công ty đường ống nhà nước Nga, Charnes, đã nhận được thông báo từ PEIN về sự cố dò dị. Charnes khẳng định dầu tiếp tục được bơm tới Ba Lan, trong khi PEIN chưa cho biết sửa chữa sẽ mất bao lâu. Nhà máy lọc dầu Suez của Đức, bên phụ thuộc nhiều vào đường ống Rusba, cung cấp 90% nhiên liệu cho Berlin. Bộ Kinh tế và Cơ quan Quản lý Liên bang của nước này hiện chưa bình luận. Rus dài khoảng 4.000 km, là một trong những mạng lưới ống dẫn dài nhất thế giới, chuyển dầu thô từ Nga sang các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia, qua nhánh phía Bắc và phía Nam. Đường ống Rus được Liên Xô xây dựng từ những năm 1960. Thưa quý vị, Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương ngày 11 tháng 10 chỉ trích ông Elon không hiểu nhiều về hòn đảo khi đề xuất thỏa thuận giảm căng thẳng xuyên eo biển. Ông Tô nói, Elon Musk chỉ nói vì bản thân mình, ông ấy thực sự không hiểu nhiều về Đài Loan và ông ấy cũng không hiểu gì về mối quan hệ giữa hai bờ eo biển. Quan chức Đài Loan mỉa mai tỷ phú Mỹ là doanh nhân, nay có thể nói thế này, mai lại nói thế khác. Ông Tô nói thêm rằng tỷ phú Musk cũng sở hữu nhà máy sản xuất ô tô lớn ở Thượng Hải và đang muốn quảng bá sản phẩm xe điện của mình Trước đó, trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 7 tháng 10, trên thời báo tài chính, ông Musk cho rằng căng thẳng giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan có thể được giải quyết nếu hòn đảo chuyển giao một số quyền kiểm soát cho Bắc Kinh. Ông Musk nói, Đề xuất của tôi là tìm ra một mô hình đặc khu hành chính cho Đài Loan. Đó phải là một đề xuất hợp lý, song không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảm ơn tỷ phú Mỹ vì lời kêu gọi hòa bình, trong khi đại diện của Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm chỉ trích ông Musk vì tự do và dân chủ của hòn đảo không phải để bán. kính thưa quý vị, hãng tin AFP ngày 12 tháng 10 dẫn nguồn tin cho hay, bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước của chính phủ dân sự Myanmar, trước khi quân đội đảo chính vừa bị tuyên thêm 6 năm tù về tội tham nhũng. Với bản án mới nhất, bà Suu Kyi 77 tuổi chịu tổng cộng 26 năm tù giam với các bản án trước đó liên quan các hành vi như gian lận bầu cử sở hữu bộ đàm trái phép, vi phạm đạo luật bí mật quốc gia. Một nguồn tin cho biết trong phiên xét xử mới nhất, bà bị tuyên mức án 3 năm tù giam cho mỗi tội danh trong hai vụ án tham nhũng. Trong đó bà bị cáo buộc nhận hối lộ từ một doanh nhân. Bị cáo được thụ án cùng lúc đối với hai bản án này. Bà Suki bác bỏ tất cả các cáo buộc. Nguồn tin trên cho biết bà có vẻ khỏe mạnh và sẽ tiếp tục kháng cáo. Hiện bà đang bị xét xử trong 5 vụ án tham nhũng khác với mỗi vụ có mức án tối đa 15 năm tù. Sau thời gian bị quản thúc tại gia, bà Suki hồi tháng 6 bị đưa đến một nhà máy tù ở Napidak, nơi cấp phiên xét xử được tổ chức tại một trụ sở tòa án nằm bên trong khuôn viên nhà tù. Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1 tháng 2 2021 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và các bang cùng các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, NLD, với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử. Động thái của quân đội Myanmar đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp nước. Người dân yêu cầu trả tự do cho các quan chức trong chính phủ của bà Suki. Kính thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.